Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của em ha. Samsung Galaxy S8 Android 9. Video hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh chị và các bạn cách cài đặt cái custom ROM ha. Android 14 cộng với root phiên bản Magic mới nhất 28.0 luôn. Rồi, ở đây thì máy hoàn toàn chưa có root gì hết ha. Đầu tiên thì để up ROM hay là root máy á, thì anh chị sẽ bật cái OEM mình lock lên. Thì mình nhớ là kết nối với một cái mạng ha. Đó, 4G hay là Wi-Fi đều được. Sau đó mình sẽ xuống cái mục thông tin thiết bị nè. Thông tin phần mềm và chọn nhiều lần lên cái mục build number này. Sau đó mình quay lại. Quay lại một bước nữa, chọn lên thì chọn như phát triển. Ở đây thì anh chị nhớ là mình sẽ phải bật cái tính năng OEM unlocking này lên ha. Nếu mà điện thoại Samsung nào không có, đặc biệt là những dòng máy dòng U của Mỹ, dòng chip Snapdragon đó, thì mình không có dùng được cái cách này ha, chỉ cái dòng Exynos thôi. Rồi, khi mình bật lên rồi thì mình sẽ tiến hành thực hiện vài chế độ download mode để mình last cái TWRP ha. Đầu tiên thì mình hãy tắt nguồn con này đi. Tắt nguồn đó. Rồi, để vào được cái chế độ download mode thì mình sẽ nhấn giữ phím nguồn Bixby và phím giảm âm lượng ha. Ba phím này. Rồi, nè, nhấn giữ ba phím nè. Nguồn Bixby và giảm âm lượng. Rồi, tới đây thì nó hiện tăng âm lượng để continue. Bấm vào đây. Xong ha. Tiếp theo thì mình sẽ cần cái cáp mình cắm vào để nó nhận máy tính. Và sau đó mình sẽ thực hiện trên máy tính nha. Trên máy tính thì anh chị và các bạn sẽ tải giúp em những cái này. Đầu tiên là cái Origin. Link thì em sẽ cung cấp với phần mô tả hết ha. Rồi, ROM TWRP bản Magic để blast qua TWRP và bản Magic mới nhất. Thì cái bản ROM này thì anh chị và các bạn có thể truy cập vào trang XDA này. Đây này, đó. Đây, cái ROM này đây ha, Android 14 nè. Rồi. How to blast. Ok. Tí em hướng dẫn cho anh chị. Download thì mình sẽ bấm vào đây. Thì khi mà bấm vào đây thì nó sẽ nhảy lên. Nè. Đó, đây là Note 8, S8 và S8 Plus tiền chị ha. Rồi, tải nó về. Nó có GApp rồi ha, nên mình không cần blast GApp đâu. TWRP. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ nạp cái TWRP vào. Đây thì mình nhìn thấy nó hiện lên cổng cơm nha. Mình sẽ chọn AP. Desktop. Nạp vào. Qua cái mục option này, tắt cái tính năng auto boot đi, auto reboot. Ok, đây. Rồi bây giờ em sẽ bấm cái chữ star nè. Thì ở đây nó sẽ chạy, nếu mà nó hiện lên chữ pass là thành công, fail thì mình sẽ xem lại ha. Rồi thì xong rồi thì mình sẽ thực hiện tổ hợp phím nguồn giảm để nó khởi động lại, sau đó mình sẽ bấm nhanh nguồn Bixby và tăng âm lượng để vào cái TWRP ha. Đây em sẽ bấm nguồn giảm nè. Nhấn giữ. Lúc thì nó sẽ khởi động lại. Rồi chuyển nhanh. Nguồn Bixby và tăng âm lượng. Hiện logo thì thả phím nguồn ra, vẫn giữ hai phím còn lại ha. Đợi một tí nữa vào cái TWRP. Ok. Đây là TWRP của con này ha. Bấm lại. Rồi việc đầu tiên là mình sẽ cần xóa dữ liệu đó. Yes. Rồi back lại. Rồi chọn cái mục Advanced. Advanced này. Mình sẽ cần clear những cái này. Bốn cái này nha.
Ok, xong rồi, đúng không? Quay trở về. Tiếp theo thì mình sẽ nhìn trên máy tính. Origin thì không cần nữa. Bây giờ trên máy tính thì mình sẽ copy hai cái này. Cái ROM và cái magic. Nếu anh chị cần root thì mình root ha, không cần root thì mình có thể không cần blast magic cũng được. Rồi, bắt nó vào đây. Rồi, ok. Khi mà nó copy xong rồi thì mình qua cái tab install thì nó sẽ có cái bản ROM và cái magic ở đây. Đầu tiên là mình splash bản ROM. Ok, này nó báo là xong rồi. Rồi sau đó mình sẽ back về. Nếu mà tới bước này anh chị không cần root thì mình có thể bỏ qua cho reboot lại. Còn nếu mà muốn root thì chạy cái file magic này ha, last nó luôn. Còn không muốn thì mình cứ bỏ qua, mình reboot lại là được. Ok, xong rồi thì mình sẽ chọn reboot. Ok. Rồi ở đây thì mình sẽ thiết lập lại khi nó chạy xong ha. Skip để bỏ qua. Setup offline luôn cho nên nhanh. Tí rồi mình kết nối mạng sao ha. Chọn lên này cũng được, sau đó mình sẽ bấm skip để bỏ qua. Rồi, bây giờ nó hiện lên cái này. Bấm bỏ qua luôn. Muốn thay đổi thì mình sẽ vào trong một cài đặt thay đổi ha. Giờ mình sẽ tắt cái dark mode đi. Đó, ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ vào trong một cài đặt. Mình cấu hình. Nhớ là mình cấu hình cái này để nó nhận cái điện thoại. Tiếp theo thì mình sẽ copy cái Matrix bản mới nhất này vào đây để mình root ha. Copy nữa. Ok. Xong rồi. File lên. Bản này là bản 28.0. Bản mới nhất của Magic. Ok, để cho nó boot cái file vá lỗi nè. Reboot. Ok ha. Nó sẽ báo reboot nữa nè.
Chipset sim modem Android 14 ha. Ok. Rồi, video của em đến đây là tạm dừng ha. Anh chị và các bạn thấy video này hay hữu ích thì like, subscribe, share, ủng hộ kênh YouTube giúp em. Cảm ơn, hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.